Con trai Lương Thế Thành sắp 1 tuổi, Thúy Diễm hoang mang. Khi không thấy mọc răng, mọc tóc, con trai chính là mối quan tâm lớn nhất của hai vợ chồng Lương Thế Thành trong khoảng thời gian 1 năm vừa qua. Cậu con trai nhà Lương Thế Thành luôn nhận được sự quan tâm của mọi người, dù đó chỉ là những bức ảnh vui đùa tại nhà. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nữ diễn viên Thúy Diễm vừa chia sẻ hình ảnh của bé Bảo Bảo, đi kèm là lời lo lắng. Dù có thể bà xã Lương Thế Thành thắc mắc và hoang mang là thật, nhưng mọi người lại cảm thấy khá hài hước khi thấy khuôn mặt của cậu con trai. Cụ thể cô cho hay, ông con sắp lớn rồi mà không có cái răng nào, tóc cũng không luôn, giống ai vậy trời. Cậu bé luôn nở nụ cười ngô nghê khi thấy ống kính, miệng chưa có dấu hiệu mọc răng, dù đã sắp tròn 1 tuổi, có thể so với các trẻ em khác thì Bảo Bảo chậm hơn ở phần này. Dẫu vậy, mỗi bé mỗi khác nhau nên vấn đề này cũng không quá nghiêm trọng, đặc biệt nét đáng yêu kháu khỉnh của cậu bé này đã khiến người nhìn quên hết các thắc mắc. Lương Thế Thành và các đồng nghiệp cũng đang bàn tán khá xôn xao về chủ đề này. Lương Thế Thành, đừng nói giống tôi vụ tóc nha. Thúy Diễm, ủa, chớ con của ai? Kylie, từ từ người ta có, nôn quá à. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh ở nhà của Bảo Bảo, dù trước đây cô đã được ba mẹ nhắc nhở hạn chế đăng tải hình ảnh con lên mạng xã hội vì lo lắng sẽ gặp phải những lời bàn tán ảnh hưởng đến sức khỏe của cục vàng. Khi thành viên nhí này cứng cáp hơn một tí thì hai vợ chồng cũng ngay lập tức đưa con đi du lịch cùng. Từ lần đầu tiên đi máy bay, Bảo Bảo đã tỏ ra khá thích thú thay vì òa khóc như những trẻ em khác. Con trổ tài đọc sách y hệt như người lớn, hành động này được mọi người trêu ghẹo rằng giống ông cụ non. Lương Thế Thành, Thúy Diễm là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Việt. Hạnh phúc của họ ngày càng trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi có sự xuất hiện của thành viên nhí này. Long Nhật, tôi xinh hơn con gái chuẩn men cố tình tạo scandal giới tính. Nam ca sĩ lần đầu chia sẻ thẳng thắn về tin đồn phẫu thuật chuyển giới cùng những tai tiếng bủa vây suốt gần 30 năm sự nghiệp ca hát. Không chuyển giới nhưng xinh hơn cả con gái. Những ồn ào từ câu chuyện chuyển giới thời gian qua khiến cái tên Long Nhật phủ sóng khắp mạng xã hội và truyền thông. Thời điểm này anh chia sẻ điều gì? Thời gian qua có một sự hiểu lầm không hề nhỏ từ phía truyền thông lẫn công chúng. Những hình ảnh tôi bịt mặt đội nón đi vào một thẩm mỹ viện chỉ để phục vụ mục đích làm đẹp. Nhưng đây tôi xin đính chính mình hoàn toàn không chuyển giới như nhiều đồn đoán. Thực tế vấn đề giới tính từ trước đến nay luôn là đề tài muôn thuở với Long Nhật. Chuyện tôi đi đâu, đi với ai luôn gây tò mò. Hay kể cả việc vừa rồi, hễ cứ đến bệnh viện là mọi người cho rằng tôi chuyển giới, tại sao mọi người không nghĩ là tôi đi làm đẹp? Nhưng việc anh lấp lửng không phủ định cũng không khẳng định, cùng những dòng trạng thái chia sẻ đầy ẩn ý, khiến nhiều người cho rằng anh đang cố tình mượn chuyện này đánh bóng tên tuổi. Nói tôi dùng chuyện này để đánh bóng tên tuổi thì lại càng không đúng, tôi thiếu gì chuyện để đánh bóng. Năm ngoái tôi đạt 2 huy chương bạc liên hoan kịch nói toàn quốc, một ca sĩ như tôi bước ra Hà Nội thi đấu, phải biết bao nhiêu diễn viên chuyên nghiệp để đoạt giải. Nếu giả sử muốn đánh bóng, tôi sẽ chọn những hình ảnh sạch sẽ long lanh như thế. Tên tuổi Long Nhật trong showbiz này có ai không biết thì tôi cần gì phải dùng những chiêu rẻ tiền. Còn việc tại sao tôi lấp lửng cũng có lý do của nó. Nếu muốn công bố tôi làm đẹp thì trước hết gương mặt trước tiên phải đẹp đã. Tôi không dũng cảm như một số nghệ sĩ khác nằm trong bệnh viện mặc sơn vù, dán băng keo rồi chụp hình đăng mạng xã hội. Nhiều năm nay, tôi xem mạng xã hội là nơi giải bày tâm tình cùng khán giả. Nếu mọi người trước đó có theo dõi cả trang cá nhân, tôi sẽ thấy đó là phong cách viết quen thuộc của Long Nhật. Có chăng do các bạn đang nghi quá mà thôi. Khán giả đã quen thuộc với hình ảnh Long Nhật bao nhiêu năm qua, vì sao anh lại can thiệp giao kéo khi ở độ tuổi ngoài 50? Là nghệ sĩ phải khổ thế đấy, khán giả lúc nào cũng muốn Long Nhật như thời 20-30 và tôi thì luôn cố gắng chiều lòng họ. Tôi chọn can thiệp giao kéo để hình ảnh Long Nhật lúc nào cũng rạng rỡ trước mọi người. Hơn nửa năm nay tôi có rất nhiều dự án phim ảnh, âm nhạc lớn nên càng bắt buộc phải có những hình ảnh chỉnh chu trước công chúng. Trong đợt thẩm mỹ vừa rồi tôi làm nhiều phương pháp trên khuôn mặt, từ cắt mí mắt, lấy mỡ thừa, căng da mặt, tiêm bông tóc xóa nhăn, filler để nâng mũi và cằm. Do tôi khá nhát nên vẫn chưa dám làm đến ca phẫu thuật gây mê. Sắp tới khi tâm lý ổn định tôi sẽ làm thêm một vài chỗ. Anh có hài lòng về kết quả cuộc phẫu thuật này? Tôi rất hài lòng, sau phẫu thuật tôi thấy mình trẻ ra 20 tuổi. Hôm rồi tham dự sự kiện đông người, ai gặp cũng khen ngợi. Tôi thấy mình dù không chuyển giới nhưng còn xinh hơn cả con gái. Cuộc phẫu thuật này tôi không tốn đồng bạc nào, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho tôi, vốn thần tượng Long Nhật từ thuở bé, nên tôi đề cập thanh toán chi phí anh ấy khước từ. Trước mắt tôi sẽ nghỉ dưỡng trong gần 1 tháng để vết thẩm mỹ cũ lành lặn. Vợ tôi cũng có ý định đi thẩm mỹ, sắp tới tôi sẽ đưa vợ đi làm tan mỡ bụng giống mình vì da bụng của ấy bị nhăn nhiều sau lần sinh. Những thị phi nghề nghiệp phần lớn đều do tôi tạo ra.
Anh đã có vợ và 4 con nhưng vẫn liên tục giả gái hay xuất hiện cùng người tình tin đồn đồng giới. Vì sao anh phải tạo dựng hình ảnh không đẹp này cho mình? Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ dạy rằng không có gì phải xấu hổ về con người mình. Ai to con lực lưỡng thì là phần phước của họ, còn mảnh khảnh nhẹ nhàng giống con gái thì đó là phần phước của tôi. Những lời khuyên đó như chìa khóa vàng mở toang cánh cửa cuộc đời của Lâm Nhật. Mấy chục năm qua tôi bước đi rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ có ý nghĩ mặc cảm hay có suy nghĩ mình giống con gái. Có thể trời sinh tôi đã mảnh mai yểu điệu như thế, nên khi đóng những vai giả gái hay đồng tính, tôi thấy mình được khen nhiều. Tôi cũng khẳng định mình không phải là gay, nếu tôi là người đồng tính tôi sẽ không lấy vợ, không sinh con, mà sau đó còn để liền một lúc 3-4 đứa. Tôi có thể dối người chứ không dối mình được. Lâm Nhật với bà xã đã sống 20 năm và giờ vẫn hạnh phúc như ngày mới cưới. Cá nhân tôi vẫn rất ủng hộ cộng đồng LGBT, bạn bè tôi cũng rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBT và tôi không thấy đồng tính là một điều xấu hổ hay gì cả. Đi hát từ năm 20 tuổi, Lâm Nhật ít nhiều vẫn là tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc trữ tình, nhưng kèm theo đó là những scandal bủa vây, có bao giờ anh nuối tiếc cho bản thân mình. Tôi không buồn cũng không đổ cho trời hay bất cứ ai, bởi tất cả những thị phi đến giờ phút này phần lớn đều do tôi tạo ra. Khán giả thời nào cũng thế, cho dù nghệ sĩ đạt 1.000 giải thưởng, đi từ thiện hàng trăm lần cũng không bằng một lần giả gái hay lên báo cãi lộn. Khi đó tôi có xin phép mẹ, vợ, cha mẹ, khán giả cho tôi đi một con đường để lấy lại khán giả nhanh nhất, đó là con đường scandal. Tôi hứa chỉ đi con đường đó trong 2 năm thôi và tôi đã thực hiện đúng như những gì mình hứa. Tôi lấy làm lạ một ca sĩ giọng hát thực lực và tên tuổi lâu năm như anh, vốn dĩ không cần những điều tiêu cực này để hút dư luận. Tôi làm vậy để muốn lấy lại công chúng. Thời điểm năm 2007, khi ấy tôi đã ngoài 40, làm sao mà đọ nổi với những giọng ca mới mỗi ngày. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để mình và ekip lấy lại khán giả. Khi mình làm ồn ào thì công chúng chú ý và bản thân tôi có giọng hát, có năng lực thì khi ấy sẽ nhanh chóng được mọi người quan tâm trở lại. Tôi cũng nói luôn, cả giới giải trí Việt sẽ không ai làm bà tám showbiz hay mà duyên như Lâm Nhật. Bằng chứng là nhiều người sau này cũng cố gắng làm theo, nhưng không ăn được, bởi tôi có kinh nghiệm 30 năm cộng với cái duyên trời phú của mình. Có thời gian người tôi gọi tôi là thánh phán, tôi nói cái gì là sẽ có cái đó. Trong những scandal do mình tạo ra, tôi đều là người chiến thắng. Dù vậy thắng nhưng rất buồn, rất mệt mỏi, tôi đắn đo rất nhiều. Nếu tôi làm như vậy chỉ tốt cho bản thân mình, còn lại khiến đồng nghiệp mình tổn thương. Từ ý nghĩ ấy tôi quyết tâm bỏ hẳn con đường tà đạo này. Bà xã khi chứng kiến những điều không hay ấy đã chia sẻ gì với anh? Bà xã tôi là người buồn và tổn thương nhiều nhất sau mọi chuyện. Nghệ sĩ chúng tôi lúc ở đây khi lại đi nơi khác, giờ giấc không ổn định, chính ngân. Luôn một mình gánh vác gia đình, lo cho 4 người con chu toàn không thiếu điều gì. Có lúc tôi thấy cô ấy thiệt thòi nên đã nói thẳng, nếu cô ấy gặp được người xứng đáng hơn tôi ủng hộ cô ấy đến với người đó. Thế nhưng bà xã nhất quyết không chịu. Tôi cũng hay nói đùa với mọi người, nếu tôi là vợ, tôi bỏ ngay thằng Lâm Nhật này từ lâu rồi. Sau việc gặp Hoa hậu Phương Nga sau khi ra tù, người thân thiện, kẻ lạnh lùng bơ đẹp. Khi đụng mặt Hoa hậu Phương Nga, dàn sau việc mỗi người một thái độ khiến ai cũng bất ngờ. Sau gần 2 năm được tại ngoại vì liên quan đến vụ án tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga không còn quá nhiều mối quan hệ thân thiết trong showbiz. Bên cạnh đó, quá khứ tù tội của Trương Hồ Phương Nga cũng để lại dấu ấn không mấy thiện cảm trong lòng người hâm mộ cũng như đồng nghiệp. Chính vì thế mà khi đụng mặt Hoa hậu Phương Nga, dàn sau việc mỗi người một thái độ khiến ai cũng bất ngờ. Trong lần tái xuất showbiz sau vụ án tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ ngó lơ của Hoa hậu Hương Giang và Lý Nhã Kỳ dành cho Hoa hậu Phương Nga. Mặc dù ngồi cạnh nhau, nhưng Hương Giang và Lý Nhã Kỳ hoàn toàn chỉ mãi nói chuyện, chụp hình với nhau mà không hề quan tâm, đoái hoài gì đến Phương Nga đang ngồi bên cạnh. Ngược lại với sự lơ đẹp của Hoa hậu Hương Giang và Lý Nhã Kỳ, thì Đàm Vĩnh Hưng lại rất niềm nở vui vẻ khi bắt gặp Phương Nga trong một quán ăn. Cả hai đã có cuộc trò chuyện vui vẻ hỏi thăm những người thân quen lâu năm không gặp. Gặp lại Phương Nga sau khi được tại ngoại, đạo diễn của bộ phim Đập Cánh Giữa Không Trung, tôi cười tám chuyện cùng cô. Nguyễn Hoàng Điệp chủ động rủ rê Phương Nga selfie. Cả hai đã từng quen nhau trước đó khi Phương Nga tham gia đóng một bộ phim do Nguyễn Hoàng Điệp làm đạo diễn. Sau tại ngoại, cuộc sống của Trương Hồ Phương Nga khá kín tiếng. Được biết Phương Nga đang sống một mình và dành nhiều thời gian để đọc sách, tập yoga hoặc đi chùa cầu bình an, mỗi ngày với cô đều trôi qua rất yên bình. Sau nam đàn anh hết tuổi quá ngọt khiến Trấn Thành bị dìm thảm, Văn Anh gây lố, đang trường quá đỉnh. Vẻ ngoài dài dặn của Trấn Thành khiến cho nhiều người nhầm lẫn về tuổi tác của nam MC.
Có số hưởng khi lấy được vợ lão hóa ngược, nhưng Trấn Thành lại khóc không ra nước mắt khi có vẻ ngoài già hơn tuổi thật. Chính vì ngoại hình dai dặn của mình mà không ít lần nam MC nhận trái đắng khi lỡ đứng cạnh các đàn anh trẻ mãi không già. Sinh năm 1987, Trấn Thành kém Văn Anh tận 3 tuổi, nhưng khi chụp ảnh cùng nhau, chẳng ai tin ông xã Tú Vi già hơn nam MC. Hay như khi đứng cạnh ông Cao Thắng, Trấn Thành cũng trông già và kém sắc hơn hẳn đàn anh. Mang tiếng trẻ hơn 4 tuổi nhưng về nhan sắc thì Trấn Thành lại thua Đăng Khôi. Dù chỉ trên nhau 1 tuổi, nhưng hình ảnh này Trấn Thành trông dừ hơn hẳn đàn anh Hồ Quang Hiếu. Khuôn mặt có phần dài dặn từng trải hơn của Trấn Thành so với vẻ baby của Lê Hiếu, đúng là một trời một vực dù hai người cách nhau 3 tuổi. Gương mặt đầy nếp nhăn của Trấn Thành không thể nào đọ lại được với Ân Hoàng Phúc. Chung khuôn hình với Đàm Vĩnh Hưng mà trông Trấn Thành chẳng trẻ hơn là bao. Nhất là khi đứng cạnh Đan Trường, Trấn Thành hoàn toàn bị đàn anh chặt đẹp dù cách nhau 11 tuổi. Nhìn bức ảnh này chẳng ai tin Trấn Thành là người trẻ nhất ở đây. Dương Triệu Vũ sinh năm 1984, còn trẻ trung hơn cả ông xã Harry Won.